是男还是女呀？男呢？是男还是女？这个叫公母，人才叫男女。我就。Lần đầu tiên đắm trại, cảm ơn cái nơi lạnh xỉu. Đi ăn trưa thôi. À lộ ăn sáng chứ. Phong cảnh bực điên rồi. Phong cảnh thì đẹp điên. Nhưng mà dậy tầm 9 giờ là không còn gì để ăn luôn. Đến nước cũng không còn. Nóng sợi. Nước nóng cũng không có để ăn mì, không còn gì để ăn luôn. Bởi vì hết đồ ăn nên bọn mình phải đi xin nước để ăn mì. Tôi đã mua được 2 ly cà phê, riêng không 70 tệ. 2 ly cà phê này đắt, siêu đắt. Tôi uống hết cạnh một ly nhỏ không đủ. Ôi, tôi vừa mới kiếm được cái bàn ngồi lên cúp gỗ. Wow. Chưa tôi phơi rồi. Ủa, tầm miên bao ná này. À, hiểu, hiểu. Ăn sáng hay ăn cho. Ờ, mình chưa qua. Ăn kiểu này. Wow. Hôm nay ngủ dậy vẫn chưa bôi cái gì mặt, cứ bôi kem chống nắng, chỉ đánh răng rửa mặt xong ra đây ngồi tận hưởng cuộc sống. Mình mấy người không mà. Mấy sự, mấy giờ lần nào? Tôi mới sắp đặt cái chỗ này. Thì có thể bây giờ ngồi đây trang điểm. Ngồi chỗ này trang điểm xong rồi có mấy xoay cưa đang. Xoay cưa? Chẳng sao. Thì có thể chí mà chưa đang nghỉ sư xoay cưa. Đây bụi tuyệt. Tuyệt. Nếu mà ai có thể cưỡi ngựa như thế này thì đều là xoay cưa. Tôi có thể cho họ biết, họ thi đấu rồi. Mấy sự, mấy sự. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Ồ, Thảo Nguyên. Đây, đây. Chúng ta ở Thảo, Thảo Nguyên, hóa trang. Ồ. Trang điểm trên Thảo Nguyên. Cái này là một cái cây nó. Cái cây mà cấp to, cấp ẩm, cấp nước á. Kỳ đỉnh. Hàn Quốc. Bạn mình cũng thích dùng, bạn mình. 小红书他们很多人买这个，这我就在 Olivia 我买了。嗯，这我用了化妆不会，如果这个容易卡，卡对这个很鼻子很卡，但是这个多一点。bạn mình xem 小红书ở bên Trung Quốc xong rồi thấy nhiều Trung Quốc đi Hàn Quốc mua này nhiều cái xong bạn mình mua cái này sau đó thì bạn ấy mua cái này Hàn Quốc tại vì là cái này thì những người mà make up mà hay bị gọi là bột mà gân cái chỗ này thì là phải cấp ẩm nhớ nên bạn ấy dùng thì thấy ok, mình dùng cũng ok. Cái kem chống nắng để mà make up đẹp. Đây, cái này make up siêu đẹp. Của CNP Laboratory của Hàn Quốc luôn.
đây là cái tên mà cái chỗ mà bọn mình ở, chỗ khu sinh thái, cái chỗ camping ấy mọi người. Cái này là một cái quạt đấy, nhưng mà nó có thể hướng cái hắt sáng ấy. Nó là cái quạt nhiệt độ ngày đêm ở đây tranh nhau lắm, tối lạnh cực. Bây giờ thì nắng rồi. Hôm nay thì mình có đồ mới mà mình mang ở Việt Nam. Cái này là đồ từ Hàn Quốc gửi về Việt Nam tặng mình, xong rồi mình vác hôm nay đấy, đúng lúc mà mình đi thì mình muốn quay clip này luôn. Ăn cái túi mới đây. FWEE. Các người nổi tiếng ở Hàn thì bạn sẽ thấy khá ai vô. Đây là gì? Một cái bao á. Tôi muốn thử cái này. Đây là gì? Cushion. Wow, hảo khả ai à. Tôi thích cái màu này. Tôi cực thích cái màu này. Đây là cái gì? Tôi xinh lắm luôn, đúng cái màu xanh mà tôi thích cái kiểu. Cái này là cushion glass natural. Natural là kiểu sẽ cho bạn một cái glass skin. Tôi cũng không thấy được. Nhưng mà tôi thấy tốt. Mình thấy rõ ra mặt không? Lát nữa xong clip backup mình sẽ cho mọi người coi. Tại vì cái quang cảnh đằng sau nó quá là sáng. Là một bảng phấn mắt. More mood eyeshadow palette. Nếu mà muốn tự chụp ảnh thì book của người riêng là 300 tệ, là muốn chụp kiểu gì thì chụp, gọi là muốn chụp bao nhiêu thì chụp, cưỡi ngựa là 80 tệ một tiếng. Và cái mắt này ok phết, ok phết. Biến hình. Mình nghĩ là mình sẽ phải quay lại cái trại lều để lấy kính. Quay kính cho nó. Nhiều lúc nắng mới chụp ảnh mà bị nheo mắt ý. Thì mình sẽ phải đi lấy kính. Chỗ này đẹp như thế này mà không được ở lâu, tại vì hôm qua gặp ba cái người đi cùng á, họ bị trễ mất hơn một tiếng á, làm đến đây không có chơi, không có chụp ảnh được. Mà kiểu sáng ý, 6 giờ sáng là người ta ồn ầm. Đấy họ nói to. Nói chung ấy, cảnh thì rất là đẹp, nhưng không phải cái gì nó cũng ổn và tốt. Nói chung còn phải xem. Nói chung là đi du lịch thì, hoặc là bất kể mình làm gì, đi đâu đấy thì mình cần phải thích nghi thôi, chứ biết sao rồi. Lại một lần nữa đi đâu phát hiện không thấy kính đâu, không thấy mũ đâu, để đâu rồi. Hình như chắc để ở ô tô, không biết, không nhớ nữa luôn. Mấy cái người đi cùng ấy, cái bọn mình thì muốn ở lại đây kiểu chơi thong thả, rồi người ta đi làm gì kệ người ta xong. Nhưng mà kiểu người ta cứ bắt mình phải đi theo, tại vì họ muốn kiểu là sang bên kia chơi 5 tiếng thế này thế kia. Kiểu nhiều người kỳ lắm luôn ý. Kể mà đi, nếu mà đi đông người á, kiểu như chỉ có mình với cả bạn mình thì dễ. Ê, kiểu bọn mình có 3 đứa thì xong gặp thêm 3 người nữa, mà 3 người cứ kỳ. Ăn uống cũng kỳ cơ. Hay, thôi, bỏ qua. Vui vẻ, hoan hỉ. Quài. Quài. Khéo lẽ à? Ta xin nán hay xin nỉ nhở? Nữ? 这个叫公母, 人, 人才叫男女。 听懂, 他听得懂你说话。 好。下一句, 你, 我, 我能上来啊, 上不了。 力气, 力气。 对, 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 好, 好, 可以。 Thank you.
我就。拉回来。早上起来，那水是冷的，冷死了。人骑马上学。现在看到这个路好了，都有车。